Lời cuối vụ án mạng chấn động từ chuyện nuôi lợn. Khi được nói lời sau cùng, Công quay sang gia đình bị hại, cúi đầu xin lỗi vì tội ác mà mình đã gây ra. Câu chuyện bắt đầu từ mâu thuẫn giữa hai gia đình ông Phạm Hồng Văn, 57 tuổi và ông Nguyễn Văn Mười, 54 tuổi, cùng trú xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ông Văn và ông Mười là anh em cô cậu ruột, nhà ông Văn ở ngay sau nhà ông Mười, cách nhau bởi con đường bê tông rộng 2,5 mét. Nhà ông Mười chăn nuôi lợn nên có mùi hôi thối, ảnh hưởng đến nhà ông Văn. Vì vậy, hai con của ông Văn là Phạm Ngọc Cấp, 30 tuổi và Phạm Hồng Phát, 28 tuổi thường gây gỗ, ném đá lên mái nhà của ông Mười. Tối ngày 13 tháng 6 năm 2019, Cấp qua nhà ông Mười để phản ánh. Do gia đình ông Mười đã đi ngủ nên anh ta đá vào cửa rồi bỏ về. Đến sáng hôm sau, trong lúc đi làm đồng, ông Mười nhớ lại việc lúc tối nên gọi cho cháu là Nguyễn Văn Niên, 30 tuổi, gọi ông Mười là cậu, nhờ đến gặp anh em Cấp. Phát khuyên giải đừng quậy phá nữa. Để giúp cậu, Niên nhờ Nguyễn Xuân Công, 28 tuổi, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, nói chuyện với Phát vì Công và Phát có quen biết. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ, trao đổi không tìm được tiếng nói chung mà còn đẩy câu chuyện đi xa hơn. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2019, Phát gọi điện thoại cho Niên nói lên nhà nói chuyện, không thì phá nhà ông Mười. Nghe điện thoại của Phát xong, Niên gọi điện thoại rủ Công và Nguyễn Xuân Thành, 32 tuổi, anh của Niên đi cùng. Khi đến nơi, Phát cầm rựa đi lại đá vào xe Niên. Thế vậy, Công rút cây gậy ba trắc ném về phía Phát nhưng không trúng. Cấp cũng đến khu vực chuồng bò của gia đình lấy cây mỏ sẻ dùng phơi rơm đuổi đánh nhóm của Niên bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy, Niên gọi cho Nguyễn Tấn Thịnh, 36 tuổi rồi cả bốn người quay lại nhà Cấp lấy xe. Tuy nhiên, nhóm Niên lại bị Cấp, Phát và ông Văn vừa đi làm về đuổi đánh, bỏ chạy lần thứ hai. Sau lần đó, Thịnh đi về nhà. Thấy quân số ít nên Công gọi điện rủ Phan Tấn Nhật, 30 tuổi và Nguyễn Triều Phong, 19 tuổi và Phạm Trương Hồng Quân, 18 tuổi. Tất cả cùng trú tại phường An Phú đến hỗ trợ. Trong cuộc hỗn chiến, Công cầm kiếm chém ông Văn nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ. Công tiếp tục chém nhiều nhát vào người Phát khiến anh này trọng thương. Cấp cũng bị chém một nhát vào mặt nhưng do hỗn loạn, trời tối nên không biết ai đã chém mình. Còn Quân, thấy ông Văn đang nằm dưới đường thì cầm tuyếp sắt chạy đến tiếp tục đánh nhiều cái vào người nạn nhân. Ông Văn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Cấp bị thương 10%, còn Phát thương tích 30%. Giữa tháng 7 năm 2021, vụ án được đưa ra xét xử, Công bị tuyên mức án tử hình, Niên nhận án tù chung thân. Thành 14 năm tù, Nhật 15 năm tù, Thịnh 16 năm tù, Quân 10 năm tù và Phong 9 năm tù cùng về tội giết người. Sau khi nghe tòa tuyên án, một số bị cáo đã bật khóc và ân hận vì tội ác của mình đã gây ra. Lượt theo Infonet. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.